Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã chia sẻ một đoạn clip quay toàn cảnh view nhà của cô tại thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo đó là dòng chú thích: chẳng cần đi đâu xa, ở nhà view bao la. Tháng sinh nhật được nghỉ đúng nguyên tháng, ăn ngủ dưỡng nhan, mọi người thấy em ổn không? Ngay lập tức, cư dân mạng đều đổ dồn sự chú ý vào ngôi nhà xa hoa, hoành tráng của Minh Hằng. Nhiều người khen ngợi, nữ ca sĩ vừa xinh đẹp lại giàu có. Tuy nhiên, giữa cả nghìn bình luận khen ngợi, bỗng có một anti-fan vào bình luận móc xỉa: Hằng ơi, em trẻ đẹp sao lấy chồng già vậy em, phải chăng người ta có tiền? Đứng trước lời bình luận kém duyên này, Minh Hằng không ngại đáp trả: em vẫn độc thân vô tính và em là đại gia rồi, không cần tiền của ai. Màn đáp trả này của Minh Hằng khiến nhiều người hâm mộ hả hê, cho rằng quá cao tay. Trước Minh Hằng, hot girl Sam cũng từng gây chú ý khi tuyên bố: tôi không chắc sẽ chọn đại gia, vì bản thân tôi bây giờ đã rất nhiều tiền rồi, nên tôi không cần kiếm đại gia hay một người đàn ông nhiều tiền. Quan trọng là tôi phải có cảm tình và cảm thấy có thể gắn bó với người đó lâu dài. Nói về sự tự tin này của Sam, công chúng đều phải gật gù bảo đúng, vì thực tế cho thấy năng lực kiếm tiền của nàng hot girl này không hề thua kém bất cứ vị đại gia nào. Được biết, vào năm Sam 25 tuổi, cô đã sở hữu khối tài sản lên đến 50 tỷ đồng. Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 30, Sam có gấp đôi, gấp 3 con số kể trên.